Hello, xin chào các bác. Hôm nay thì Sơn lần đầu tiên chính thức giới thiệu với các bác về địa chỉ văn phòng ở dưới Sài Gòn. Chia sẻ với các bác là Sơn thì chuyển xuống đây là chính thức cái văn phòng này là được khoảng 3 tháng. Tuy nhiên rằng hôm nay mới quay video chính thức để giới thiệu với các bác, bởi vì ngày trước khi mà mình chuyển xuống thì còn rất là nhiều cái vấn đề phải sắp xếp. Mình không biết là mình có ổn định và chính xác sử dụng cái văn phòng đấy, nó có phù hợp, nó có thuận tiện và nó có kết nối được với cơ sở xưởng, nó có kết nối được với các bác không, và nó có thuận tiện cho việc anh em cũng như là tất cả anh em nhân sự để cùng hoạt động không. Và sau khi 3 tháng thì Sơn cảm thấy là đây một nơi rất là tuyệt vời, thì Sơn mới giới thiệu. Để làm gì ạ? Để nếu trường hợp các bác lên thì các bác biết chắc là Sơn có ở trên này, chứ nếu không thì nhiều khi lên lại không có, thì nói chung là lỡ hẹn rồi là các bác đi sai đường hay là lại phải gọi điện di chuyển chỗ này chỗ kia rất là phức tạp. Và thế nên là Sơn muốn rằng ổn định chính thức thì mới làm một video chính thức để thông báo với các bác. Nếu các bác ở gần đây thì mời các bác lên chơi, nếu các bác ở xa thì có cơ hội các bác ghé lên chơi, và cũng thông báo để các bác biết là anh em Sơn có một văn phòng địa chỉ như thế. Và đặc biệt nữa là hôm nay Sơn thì đã bổ sung được nhiều anh em hỗ trợ, là một. Thứ hai nữa là nói chuyện với các bác được nhiều hơn, để có nhiều người tâm sự bạn bè hơn. Nhiều khi là Sơn thì rất muốn nói chuyện với tất cả các bác, nhưng mà hôm nay ví dụ có thêm chị Châu này, ví dụ có thêm mấy anh em tí nữa Sơn sẽ giới thiệu, thì mỗi người nói chuyện một chút thì sẽ vui hơn, với cả là phục vụ được các bác nhiệt tình hơn. Đấy, chứ không thì nhiều khi bận bịu rồi bác này bác kia gọi điện thì Sơn thì cũng không nghe hết kịp, thực sự là như thế. Thứ hai nữa là vợ đẻ vợ sinh rồi là con ốm, nhiều khi là các bác gọi lại không nghe được thì cũng rất là đáng tiếc, nên là có thêm những anh em đồng đội để hỗ trợ các bác. Thì đầu tiên là đây là cái văn phòng của anh em Sơn. Tiếp theo thì một video khác thì Sơn sẽ quay về cái bối cảnh xưởng ở dưới Sài Gòn luôn. Ở trên Gia Lai thì ok rồi, đúng không ạ? Nhưng ở dưới Sài Gòn, tại vì sao mà anh em Sơn lại rất là muốn có mặt ở Sài Gòn? Thực sự là Sơn thì giao lưu với rất là nhiều các bác ở dưới quanh Sài Gòn miền Tây. Thứ hai nữa là Sơn đặc biệt rất thích người miền Nam, không biết kiểu gì. Mình thì nói giọng Bắc, nhưng mà vợ lại thì ở người Sóc Trăng này, chuyên cung cấp sản phẩm đồ gỗ thì lại toàn về miền Tây. Với thứ hai nữa là từ nhỏ lớn rồi cũng hay hoạt động ở miền Tây. Từ nhỏ là đã đi, cách đây 5-6 năm về trước là Sơn đã đi 7 tỉnh miền Tây quanh trong vòng 3 năm rồi, nên là rất là thân quen với miền Tây. Đấy, và cũng rất thích người miền Tây, lấy cả vợ miền Tây. Đấy, ví dụ như hôm nay ở đây là có cả chị Châu ở đây, là người đầu tiên mà Sơn muốn giới thiệu với các bác. Sắp tới thì chị Châu cũng sẽ hỗ trợ phục vụ các bác nhiều, một người phụ nữ ở Vũng Tàu. Đấy, xin mời chị Châu giới thiệu. Xin chào cả nhà mình. Châu hiện tại là Châu đang sinh sống ở Bà Rịa Vũng Tàu. Thì ngày hôm nay Châu đang có mặt tại văn phòng của Susagu là Sơn Sập Gỗ, tại cái năm số 48 đường TA03, quận 12. Thì các bác nào mà đang ở Sài Gòn thì thuận tiện thì xin mời ghé qua văn phòng để mình cùng giao lưu cùng anh em. Thì rất là hân hạnh, rất là vui thì được tất cả các anh em cả nhà mình ghé qua cái văn phòng đây để cùng giao lưu và học hỏi. Ok, thế thì bây giờ Sơn sẽ giới thiệu thêm với các bác, với mấy anh em nữa. Nhưng mà trước khi giới thiệu thêm thì bây giờ Sơn muốn là các bác đi ra bên ngoài một chút xíu, để Sơn quay cho các bác hình dung về cái địa điểm này. Sơn sẽ chia sẻ thêm về địa điểm này, làm sao mà để chúng ta giới thiệu cụ thể để các bác biết được. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài. Đây là cái khu vực ở bên ngoài các bác này. Đây, cái chỗ này là cái chỗ mà văn phòng của anh em Sơn ở đây. Anh em thì ở bên trên, ở dưới này là phòng trưng bày để các bác xem sơ bộ một vài sản phẩm mẫu. Nhưng mà ở khu vực này ấy, là các bác sẽ biết được đây là đường TA03. Ở đằng sau này là công viên Lê Thị Riêng. Ở ngay đối diện này này các bác này, thì chúng ta có một cái nhà máy Pepsi. Ở đây là nhà máy Pepsi các bác nhá. Nhà máy Pepsi thì rất là nổi tiếng ở Sài Gòn, nên là bác nào mà ở đây thì có cơ hội ghé qua. Ở khu vực này nếu mà các bác mà ở miền Tây, ví dụ như là Tiền Giang, thì các bác chạy lên chỗ Tân Thới Hiệp, cầu Tân Thới Hiệp là các bác sẽ gặp. Và ở đường quốc lộ 1A thì chỉ cách đây khoảng hơn 300m thôi, khoảng 350m ở ra bên ngoài này, đường quốc lộ 1A. Nên là các bác đi về Long An thì cũng chỉ vài chục cây số. Nếu các bác đi thẳng xuống hướng dưới này về chỗ Đồng Nai thì cũng rất là gần, chỉ tầm hơn 20 cây là đã đến địa phận của Đồng Nai rồi. Các bác Bình Dương, quận 9, Nguyễn Xiển, nếu các bác ở dưới Cà Mau, lên Sài Gòn thì chúng ta sẽ tìm tới số nhà 48
đường TA03, phường Thới An, quận 12, là đối diện nhà máy Pepsi. Giới thiệu để các bác có thể nắm được. Tiếp theo thì bây giờ Sơn sẽ giới thiệu thêm với các bác một vài anh em nữa ở trong văn phòng. Rồi, xin mời các bác đi vào trong này. Đây, tổng quan một chút xíu thì Sơn trang trí ở đây sơ bộ một tí. Để thứ nhất là chỗ này là chỗ anh em có chỗ ở. Thứ hai nữa là có một cái chỗ để mà giao lưu về được với các bác. Ví dụ như là khu vực này thì Sơn bố trí ở đây để các bác có thể ngồi lên đây ngồi nói chuyện. Bởi vì Sơn phát hiện ra là mặc dù là mình làm xưởng ở trên Gia Lai thì quay sản phẩm là các bác cũng đã nắm được khá là nhiều rồi đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay thì Sơn có mặt tại đây luôn để phục vụ được các bác kịp thời hơn, để giao tiếp được với các bác một cách cụ thể hơn, để làm sao ạ? Để có một cái sự tin tưởng và có một cái địa điểm uy tín lâu năm và làm nó nghiêm túc, để mà hỗ trợ các bác từ sản phẩm tuyệt vời hơn, từ cái dịch vụ hay là kể cả tư vấn. Bác nào mà muốn tư vấn rất là nhiều những pha chơi gỗ mà nó khó, ví dụ như là các bác làm nguyên cả cái combo nhà đắt tiền, hay là các bác làm nguyên cả một cái nhà gỗ lớn mà các bác không phân biệt được gỗ nào, thì các bác cứ tới đây anh em Sơn hỗ trợ tư vấn phục vụ các bác. Anh em Sơn thì ví dụ như ở đây là có anh Sáu ở đây là từ thợ đục này cho đến thợ mộc. Đấy, từ việc là làm gỗ khoảng gần 20 năm, tuổi thì không cao nhưng mà làm việc từ bé, bởi vì làm ở làng nghề, quê thì ở Bình Định. Đấy, xin mời gặp anh Sáu. Xin chào tất cả các bác, mình là Sáu. Nếu các bác có cần tư vấn gì về gỗ thì hỏi tới mình sẽ nhiệt tình tư vấn cho các bác để hiểu về gỗ, về đồ nghiên khói, nội thất, tất cả liên quan đến về gỗ. Mình là Sáu, xin chào các bác. Thực ra là nghe các bác cũng biết rồi đúng không ạ? Thợ là thợ, thực ra mà xuất thân từ thợ làm gỗ, quê ở Bình Định, làng nghề gỗ luôn. Làng nghề tiện Lục Bình này, làng nghề tiện đồ thờ này, rồi làng nghề làm nhà gỗ này, làng nghề nói chung là ở đấy ấy, có khoảng mấy trăm xưởng gỗ. Bao nhiêu trăm xưởng anh Sáu? Bao nhiêu gỗ? Gần 100 hộ ở làng nghề. Gần 100 hộ làm nghề gỗ ở Bình Định. Đúng rồi. Thế thì anh đi làm gỗ là từ khi bao nhiêu tuổi? Từ năm 2004 thì bước chân sâu vào làm gỗ là nhiều hơn. Lúc ấy mấy tuổi? Lúc đó là 14 tuổi. 14 tuổi là đầu tiên, lúc 14 tuổi là đi làm gì? Lúc đó là cũng vừa học vừa làm, nhưng mà chính thức làm thì càng đến năm bắt đầu là làm đục. Đục? Đục, xong rồi mới chuyển dần đi làm mộc, nói chung liên quan đến gỗ là làm hết. À, làm gỗ. Đấy, các bác ạ, từ năm 2004 đến nay 2014 thì gọi là 20 năm là bắt đầu chính thức. Sinh ra ở làng nghề nên là chỉ cũng chỉ biết ăn làm gỗ thôi chứ cũng không biết làm gì. Thế thì từ đợt đấy đến nay ấy, là có lần nào mà làm gỗ ở những đâu hay là như nào thì chia sẻ với các bác. Thực sự là mình đi làm gỗ thì là rất là nhiều. Đi qua đến Campuchia hay là Gia Lai, Tây Nguyên. Bây giờ lại vừa là Sài Gòn, Quy Nhơn. Nói chung thì từ ở trong rừng hoặc là ở khu đất làng nghề Tây Nguyên, tất cả mọi nơi đều có gỗ thì mình được chân đến làm. Những năm đó đến gần chục năm ở bên Campuchia, người ta vừa Gia Lai, bây giờ là phục vụ bán những cái sản phẩm đẹp cho các bác. Đấy các bác ạ, nói chung là cuộc đời chỉ ăn với gỗ thôi, không biết là có vụ gì khác không, thì có vợ hay có con gì không thì giới thiệu với các bạn. Nói chung là bây giờ này vẫn yêu gỗ hơn yêu vợ, nên là chưa có vợ bác à. Chưa yêu. Đấy, 12 mà gọi là bây giờ là gần 20 năm, gọi là 20 năm từ năm 14 tuổi đến nay là chỉ có lấy gỗ làm vợ thôi. Chỉ gọi là ôm gỗ thôi chứ còn chưa biết là mùi thế nào. Không biết là có mùi hay có tình yêu gì chưa. Không, bây giờ chứ ngoài ôm gỗ như thế này mà trai tân cùng trai tân. Đây là trai tân độc thân vô tính. Cả nhà mình hoặc là có anh chị em nào mà có chị gái, bạn gái hay là ai đó có nhu cầu á thì liên hệ đây, anh Sáu, chuyên gia về đồ gỗ. Anh Sáu thì chuyên bán gỗ, còn chị Châu là bán anh Sáu. Đấy, các bác thấy không? Bán tất cả. Bán cả gỗ, cả anh Sáu. Đấy, chị Châu còn bán cả vòng tay đấy các bác này. Ok, tiếp theo thì một người mà các bác cũng là biết rất là nhiều rồi. Đấy, thì cũng xin phép là giới thiệu lại một phát để cho uy tín. Xin chào toàn thể các bác. Có vẻ như câu nói rất là quen rồi, bởi vì em Chiến thường xuyên live stream dẫn các bác đi xem xẻ gỗ này, xem quá trình sản xuất này. Đó là công việc hàng ngày. Và cộng thêm một cái nữa là em Chiến đang tư vấn những cái sản phẩm đồ gỗ nội thất nguyên khối ở đây. Thì đây là đang tính toán lại bộ sofa cho anh Văn Anh, một bộ sofa chất liệu bằng lim xanh. Thì đó là những công việc của em Chiến hàng ngày.
chia sẻ một chút, đó là em Chiến có kinh nghiệm là gần 2 năm cùng anh Sơn đi xẻ gỗ này, ra xưởng gặp thợ này, nói chuyện với các bác thợ 20 đến 30 năm kinh nghiệm rồi. Nên là mình tự tin là tư vấn cho các bác một đồ gỗ nguyên khối đẳng cấp, phù hợp với cách chơi, tài chính của các bác. Thì đó là cái công việc mà em Chiến rất là vui và mong muốn được kết nối cùng với các bác nhiều hơn. Nếu như các bác có cái điều gì mà cảm thấy đang lo lắng, phân vân về gỗ, em Chiến sẵn sàng hết mình chia sẻ chơi gỗ cùng với các bác. Ok quá nhở? Ok, tuyệt vời, hay quá. Chiến là chia sẻ các bác là chơi gỗ cũng rất là truyền cảm hứng nha. Chơi gỗ truyền cảm hứng đấy, cho xin phép là mượn cái mic lại. Thì có một người mà mới nhất luôn, gần như là mới nhất là chị Châu, thì bây giờ là gọi là gà con về gỗ. Thì không biết là sao mà chị Châu lại muốn là để phục vụ các bác, hay là muốn là cung cấp dịch vụ phục vụ các bác về đồ gỗ. Thì thật sự là Châu là một người tay ngang. Trước đây là mình không hề biết về gỗ, hoặc là chưa từng chơi gỗ luôn. Và mình rất là mù mờ trong cái việc mà trong thị trường gỗ. Nhưng mà dạo gần đây thì bắt đầu mà mình thấy thị trường gỗ rất là tiềm năng. Là vì thị trường thì mọi người biết rồi đó, bất động sản hiện tại là đang rất là lắng động, rất là chìm. Mà trong đó thì đồ gỗ là đồ có giá trị và có thể có tiềm năng là mình có thể tích trữ và mình đầu cơ được. Đó nên là Châu bắt đầu mình tìm tòi sang đồ gỗ. Và đối với những cái đồ gỗ cao cấp, ví dụ như gỗ đờ gõ đỏ, thì mình có thể vừa chơi vừa sử dụng và mình có thể đầu tư vào đó. Và sau này vài năm, 5 năm, 10 năm nữa, và mình có thể bán ra, mình bán cái tài sản này của mình, và mình có thể thu lại lợi nhuận, có thể là nó gấp mấy lần. À, thì đó là một cái mà điều mà Châu rất là tâm đắc về cái gỗ này. Nên là bây giờ từ bây giờ mà cho tới về sau thì Châu sẽ dành tâm huyết hết về để mình vừa học gỗ này, mình sẽ trở thành một cái chuyên gia và mình sẽ mang tới những cái tấm gỗ thật là giá trị tới cho tất cả các anh chị em ở trên mạng xã hội này. Ok, rất là tuyệt vời. Chị Châu là chia sẻ quá là một người đầu tư, cũng là một người làm kinh doanh cả về bất động sản, xong bây giờ là làm kinh doanh các sản phẩm khác và cả đồ gỗ luôn. Thì nói chung cơ bản mục tiêu của anh em mọi người tất cả kiếm tiền đấy, các bác cũng thế, các bác mua tất, các bác đầu tư, thì các bác nếu dư giả nhiều tiền quá thì các bác mua thêm gỗ đấy, để chị Châu hỗ trợ các bác nhá. Rồi ở đây thì anh em cô Sơn cũng chia sẻ thêm và để trang bị thêm một vài cái tấm gỗ, một vài sản phẩm ở đây cơ bản thôi các bác nhá, cơ bản ví dụ như là một vài bức tượng này, ví dụ như là một vài tấm gỗ một chút xíu như thế này. Còn chủ yếu gỗ thì anh em Sơn vẫn để ở gỗ thì vẫn để ở xưởng. Và bây giờ vẫn còn một điều rất là thú vị nữa anh em Sơn muốn chia sẻ thêm với các bác là ở bên trên này, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lên trên phòng trên xem trên đấy có cái điều gì. Ở trên này thì anh em Sơn cũng có thêm những sản phẩm là một, thứ hai là cũng có thêm những người anh em hỗ trợ đây. Ở trên này thì anh em Sơn cũng có hỗ trợ phục vụ thêm các bác những sản phẩm về mỹ nghệ. Thực ra đây là dòng sản phẩm mà Sơn muốn rằng có nhiều câu chuyện hơn, có nhiều cái sự kết nối hơn, tăng cường chuyển giao, tăng cường kết nối phục vụ các bác. Bởi vì đằng nào các bác cũng sẽ đi mua các sản phẩm tượng này đúng không ạ? Từ hàng gỗ chắc xịn này cho đến hàng gỗ hương cũng là gỗ quý của Việt Nam. Thực ra là khi mà chơi gỗ thì chúng ta chơi đa dạng, chúng ta có sự hiểu biết tìm tòi nhiều thì chúng ta sẽ có cái kinh nghiệm, có cái sự hiểu biết sâu sắc về đồ gỗ. Thì cũng là quá trình em Sơn học hỏi, cũng là quá trình em Sơn giao lưu, cũng là quá trình mà anh em Sơn phục vụ. Thì Sơn cũng đi tìm tòi học hỏi các làng nghề hàng đầu Việt Nam mình về các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ này. Rồi là Sơn cũng tự làm ra các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ này. Rồi Sơn cũng đặt làm riêng này để phục vụ các bác thêm. Đấy, ví dụ như là tượng thần tài đấy, nhiều sản phẩm nói chung là nhiều. Anh em Sơn phục vụ ở đây một chút xíu. Tiếp theo nữa là khu này là các bác sẽ nhìn thấy nhiều máy tính hơn. Sơn thì làm việc chính thức ở khu này. Và khu này thì có thể sẽ không bao giờ xuất hiện lên trên, lên luôn, các bác không nhìn thấy. Nhiều con người sẽ hoạt động thầm lặng ở đây. Ví dụ người đầu tiên là người đứng ở sau máy quay này. Đấy. Nhưng có một cái người mà rất đặc biệt ở cái phần chìm, phần không phải nó không có mờ ám gì cả, nhưng không xuất hiện. Và đây là những người phục vụ các bác một cách thầm lặng luôn. Các bác không nhìn thấy họ, nhưng mà họ vẫn liên tục phục vụ các bác, liên tục trả lời comment của các bác.
Càng họ liên tục tạo ra những điều thú vị thông qua những video, thông qua những bài viết, thông qua những hình ảnh. Họ là những người phục vụ các bác rất là nhiều nhưng các bác cũng không nhìn thấy được. Đầu tiên, Sơn muốn giới thiệu với các bác một người bạn. Đấy, đang cái ghế vẻ mà ngửa lên một tí. Một người bạn là một người vô cùng đặc biệt. Tên là Hồng Đức. Rất là trẻ, sinh năm 2000. Đấy, sinh năm 2000 và làm bộ phận thì được gọi là bộ phận marketing, tức là marketing để tiếp cận các bác, để mà phục vụ các bác về những vấn đề như là nội dung video, chạy quảng cáo hay là làm website thật đẹp. Xin mời Đức sẽ giao lưu với các bác một tí, giới thiệu một chút về bản thân để các bác biết. Dạ, em xin chào các bác. Thì công việc chính của em cải sơn thợ gỗ là em sẽ đưa tìm những cái tài liệu về gỗ, về những bộ sạc hợp đi để tổng hợp lại cho các bạn đăng lên trên YouTube nè, Facebook nè, cho các bạn có thể xem mỗi ngày. Bởi vì em kênh là ai mà đã chơi gỗ rồi thì sẽ cực kỳ đam mê và muốn xem nó hàng ngày trên mạng xã hội. Các bạn hãy luôn theo dõi rồi em nghe. Các bác vừa rồi rất đặc biệt đúng không ạ? Đức thì năm nay là tính ra là nếu mà cả tuổi thì năm nay 23, gần 24 tuổi. Tuy nhiên rằng Đức thì chia sẻ với bác là học về cao đẳng marketing. Thứ hai là có kinh nghiệm đi làm marketing khoảng vài năm nay. Và có cơ hội thì anh em lại có duyên. Thực ra Đức thì cũng không quá lâu nhưng mà cũng được mấy tháng rồi. Thực sự Sơn thì nói chung là không còn từ gì để nói. Chỉ biết là thứ nhất là rất là quý, yêu quý Đức. Thứ hai là Đức là người rất mạnh mẽ. Các bạn rất là mạnh mẽ luôn. Vượt qua mọi thứ. Nói chung là mạnh mẽ, không sợ cái gì cả. Chiến đấu hết mình, kể cả những thứ rất là khó khăn nhưng mà vẫn tìm cách vượt qua. Bởi vì cơ bản là ai cũng thế thôi, đúng không ạ? Sẽ vẫn có những thử thách riêng, sẽ có những cái vấn đề riêng, sẽ có những cái thách thức riêng. Nhưng chúng ta nên vượt qua mọi thứ, không có cái điều gì là khó khăn cả. Các bác nhìn Đức thì các bác cũng biết rồi, đúng không ạ? Đấy, thì còn một điều tuyệt vời nữa. Thì bây giờ Sơn xin phép một người cũng rất là đặc biệt. Chưa chắc khả năng là các bác cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Hôm nay là các bác sẽ nhìn thấy những người rất là mới, đúng không ạ? Người mới lạ. Và tuy nhiên rằng để mà có những thước phim mà các bác vẫn xem đẹp, nhiều khi cái câu nói bị sai hay là bị lỗi, nhiều khi cái góc quay nó không đẹp, sản phẩm nó không ưng ý, rồi nhiều khi là mic nó bị hỏng hay là máy quay nó bị hỏng hay là máy quay hư, tất cả mọi thứ, thì một người rất là thầm kín nữa hỗ trợ Sơn để mang tới cho bác những thước phim đẹp, đó là Hải. Xin mời Hải giới thiệu để các bác biết tới. Hello, xin chào các bác nha. Chào các bác ở trên kênh Sơn Chọc Gỗ. Em là Hải, là nhân viên của Sơn Chọc Gỗ. Em là người làm marketing, là làm ra những video để cho mọi người có thể xem một cách gọi là nó hay nhất và nó đẹp nhất. Vâng, xin cảm ơn. Ok, tuyệt vời. Hải là sinh năm 99. Chia sẻ với các bác là thực sự thì Hải cũng không học ra trường lớp, cũng không biết vì gì cả, nói chung chưa biết gì. Mà là ngày xưa ấy, thì đi làm quê ở trên Gia Lai. Ở trên Gia Lai thì cũng là đi làm công nhân. Nhưng mà Sơn thì có một sứ mệnh, đó là muốn giúp đỡ các anh em, những người mà muốn có được cái cuộc sống tốt hơn, những người mà muốn thay đổi để mà đạt được những cái điều mình mong muốn ở trong cuộc sống. Thì Sơn hỗ trợ anh em Hải. Còn một bạn nữa Cường, nhưng mà Cường thì hôm nay không có đây bởi vì Cường lại đi quay sản phẩm. Bây giờ vẫn ở trên Gia Lai, nằm ở xưởng trên đấy để quay sản phẩm ở trên Gia Lai, quay cái chỗ sản xuất sản phẩm để các bác xem được thực tế hơn. Đấy các bác, sắp tới thì Hải cũng sẽ bắt đầu xông ra ngoài và đi quay. Dần dần nếu mà như Hải này, ví dụ như là Hải với Đức, nếu mà muốn phát triển hơn nữa, muốn xây dựng hoặc là muốn đẩy mạnh lên, thì Sơn cũng sẽ hỗ trợ để cho Hải với cả Đức, với tất cả các anh em khác luôn, để có thể bước lên trên ánh sáng online, để các bác nhìn thấy, để được giao lưu các bác. Video này thì khá là dài đấy các bác ạ. Tuy nhiên rằng Sơn muốn chia sẻ với các bác một cái điều thật,
tức là những cái điều rất là thực để các bác có thể cảm nhận, để các bác có thể hiểu được anh em Sơn làm như thế nào. Và trong vòng một năm vừa qua, bây giờ thì Sơn muốn giới thiệu thêm với các bác những điều thú vị nữa, thì Sơn sẽ chia sẻ trong quá trình này. Sơn sẽ chia sẻ luôn. Thì ở trên này là ở khu vực này ấy, là chỗ này là dành cho phụ nữ ở phòng này. Ví dụ chị Châu thì sẽ ở khu vực này. Đấy, Sơn và vợ thì ở trong này, ở cái phòng này. Sơn với vợ thì ở trong này, còn anh em thì ở trên này. Trên này thì còn hai phòng nữa, trên này còn hai phòng nữa là ở bên này. Đấy, anh em thì ở khu vực này, ở phòng này và phòng đằng sau chỗ này. Còn ở đằng trên này thì có một cái khu vực để mở ra các bác ạ. Ở trên này, đây Sơn quay cho các bác xem luôn cho nó cụ thể. Ở trên này là tầng thượng. Đấy, ở trên này thì các bác muốn xem cụ thể cái địa chỉ này hơn thì đây là một cái khu vực tầng thượng, là nhà máy Pepsi ở ngay trước mặt chỗ này. Chỗ này là bên quận Gò Vấp đằng này này các bác này. Cái hướng này mà Sơn chỉ là quận Gò Vấp đầu này này. Đấy, quận Gò Vấp đầu này. Còn mặt bên này là trung tâm thành phố này. Lama 81 thì ở kia. Ok kìa. Lama 81 là ở bên kia. Đấy, Lama 81 ở bên kia. Sơn thì chưa dành hết Sài Gòn nhưng mà cơ bản biết những điều đấy. Những cái điểm đấy. Còn toàn bộ khu này là phường Thới An. Chỗ này là nhà máy bia kìa. Nhà máy bia các bác kìa. Chỗ kia là nhà máy bia, toàn bộ bia đấy. Ở bên góc bên này là đường Lê Văn Khương này, toàn bộ đường Lê Văn Khương. Đấy, các bác nhá. Hình dung như thế. Thế Sơn thì tạm thời chỉ biết như thế. Sau này thì Sơn có hiểu biết thêm về Sài Gòn, về các vị trí địa lý thì Sơn cũng sẽ chia sẻ thêm với các bác nhiều hơn nữa. Video vừa rồi thì Sơn đã quay một cách tổng thể toàn bộ cái sự thật, cũng như là toàn bộ cái quá trình, hay là toàn bộ cái nguồn lực ở văn phòng thôi. Còn xưởng thì Sơn chưa quay các bác nhé. Đang phát triển xưởng ở dưới khu vực dưới Sài Gòn này. Thực sự các bác là năm nay là kinh tế thì cũng khó khăn, nên là phát triển từng bước từng bước. Và năm vừa rồi là chia sẻ với bác tại vì sao mà Sơn lại không xuất hiện nhiều. Bởi vì đi học. Nói thật với các bác là trong năm 2022 thì Sơn phát hiện ra một điều ấy, là mình vẫn cần phải học hỏi thêm, mình vẫn cần phải nâng cao cái sự hiểu biết, và mình vẫn cần phải nâng cao về cái giao tiếp, mình cần phải nâng cao về cái sự suy nghĩ, về cái tư duy để làm gì ạ? Để làm ra những sản phẩm nó đẳng cấp hơn nữa, làm ra những sản phẩm tuyệt vời hơn nữa, làm sao đấy để mà phục vụ được các bác tốt hơn, đẳng cấp hơn và chuyên nghiệp hơn, thì anh em Sơn tiếp tục nâng cao, nâng cao, nâng cao. Nên là Sơn đi học nguyên một năm vừa rồi luôn. Nếu các bác mà xem đến giây phút này thì chia sẻ với các bác là một người mà quá yêu quý hơn Sơn luôn. Nếu các bác xem đến giây phút này thì các bác làm ơn hãy comment ở bên dưới để Sơn được gửi tặng các bác một phần quà. Đây là thực sự là tình cảm của Sơn gửi tặng đến các bác luôn. Nếu mà các bác xem đến giây phút này, vô cùng cảm ơn và vô cùng trân quý và vô cùng biết ơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Sẽ còn những video tiếp theo tương tự như thế này nữa để các bác hiểu rõ hơn về anh em Sơn. Rồi, rất tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Xin chào.